xác định danh tính nam thanh niên người Việt bị đẩy xuống sông chết ở Nhật nghi phạm vụ đẩy nam thanh niên người Việt xuống sông chết ở trung tâm Osaka, Nhật Bản đêm mùng 2 tháng 8 đang bỏ trốn. Một người đàn ông đã chết sau khi bị đạp xuống sông do Ton Boji ở trung tâm Osaka, Nhật Bản trong vụ đánh nhau ở khu Chuo đêm mùng 2 tháng 8, Mainichi đưa tin. Theo tờ báo Nhật Bản, một phụ nữ đi qua cầu Ebisu trên sông do Ton Boji ở quận Chuo của Osaka gọi cảnh sát vào khoảng 20 giờ 20 phút tối mùng 2 tháng 8 báo rằng một người đàn ông nước ngoài chết đuối trên sông. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo và cứu hộ nạn nhân trong khoảng 20 phút sau đó. Nạn nhân, được cho là ngoài 20 tuổi, được đưa lên bờ trong tình trạng tim ngừng đập và sau đó được xác nhận đã chết tại bệnh viện. Nam thanh niên bị cáo buộc tấn công nạn nhân và đẩy nạn nhân xuống nước từ khu vực cầu Ebisu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đồn cảnh sát Minami của cảnh sát tỉnh Osaka đã mở cuộc điều tra về nghi án giết người. Theo đồn cảnh sát, một nhân chứng cho biết nghi phạm mặc áo phông trắng ngắn tay và quần đen. Một nam sinh viên ngoài 20 tuổi đã chứng kiến vụ việc cho biết, một nhóm người Nhật Bản và người nước ngoài đã xảy ra cãi vã dẫn tới ẩu đả. Ngay sau đó, một người đàn ông Nhật Bản nắm lấy tay và chân của nạn nhân và đẩy nạn nhân xuống sông và dường như ném một cái chai vào nạn nhân. Cả hai nhóm đã hét lớn và bắt đầu tranh cãi, họ có vẻ đã say, nam sinh cho biết. Hiện trường xảy ra vụ việc là trung tâm của Minami, nơi có nhiều thanh niên lui tới. Theo thông tấn xã Việt Nam, Chiều mùng 3 tháng 8, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản đã có văn bản chính thức xác nhận về nhân thân của nạn nhân bị hành hung và sau đó bị đạp xuống sông tử vong ở tỉnh này. Dòng công văn gửi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cảnh sát tỉnh Osaka cho biết nạn nhân là T. T. A. Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205. T. T. A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 phút ngày 2 giờ 8 phút tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu, thuộc quận Chu thành phố Osaka. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng T, T, A không qua khỏi, mất vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 2 giờ 8 phút. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết đã liên hệ với bạn cùng phòng với T, T, A và bạn này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đà của em T, T, A để phục vụ điều tra. Mặt khác, Tổng lãnh sự quán đã liên hệ với người thân của T. T.A à, tại Việt Nam để thông báo về vụ việc và động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản. Tổng lãnh sự quán đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Trước đó, tối mùng 2 tháng 8, trên mạng xã hội, trong đó có fanpage Osaka to của Facebook xuất hiện một video clip được cho là do một người Việt Nam quay về một vụ việc nói trên.